Thế là chị cứ không dám ngủ, nước to quá, thế là chị soi ở đây, thế là thấy bên kia nó lăn về, thế tông mạnh quá, thế nước xoáy vào đây, thế là chị sợ quá, chị mới hô con cái bảo là các con dậy chạy lên đồi hết đi, nước về đến đây rồi thì kéo được cả bốn đứa con, ba đứa con thế chạy. Nhà chị là mấy thành viên trong nhà tất cả? 6 người ạ. 6 người tất cả? Vâng. Gồm hai vợ chồng chị này. Vâng, với bốn đứa con. Bốn đứa con. Vâng. Cũng may mắn là chạy kịp. Cô là may mắn chạy kịp, nhưng mà anh là bị nước cuốn ở trong nhà bếp này. À. Vâng, cái là anh lại bám được cái cửa này. Bố này thì anh không ở nhà, anh đi vắng, anh gọi điện không được, không liên lạc được, không biết là anh sốt ruột quá, anh chạy về nhà, thế về nhà tan cửa. Hết rồi, không còn cái gì nữa, nhà cửa thì bay hết rồi. Em hỏi bà con ở trong một số ở đây, như cái dãy này nè, như nhà ông anh vợ tôi. Vâng. Là một người đi cấp cứu, một người bị thương. À. Một người mất mạng, một người chết rồi. Đấy nhà ông anh của anh. Vâng, ông anh vợ. À. Còn mất cách đây một đoạn phía dưới là ông anh họ tôi. À. Anh họ tôi thì mất ông anh tôi, mấy một thằng cháu. Thằng cháu hiện tại bây giờ là tìm thấy xác này, còn ông anh họ tôi chưa tìm thấy xác. Vâng. Còn gia đình sợ tôi nhỉ? thì trắng trợn như này rồi, không còn cái gì nữa. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang trên cái cung đường tiếp cận cái thôn Kho Vàng này, nơi mà vừa xảy ra cái vụ sạt nở núi kinh hoàng ấy, làm rất là nhiều người thương vong. Thì vừa mới bắt đầu vào cái lối rẽ mà trên cung đường đến thôn Kho Vàng thì mọi người có thể bắt gặp những cái cảnh đồi núi sạt ở trên cái cung đường này rất là nhiều. Con đường đến với thôn Kho Vàng này thì các bạn sẽ di chuyển từ hướng thành phố Lào Cai đi qua quốc lộ 70 và đi theo hướng lên huyện Bắc Hà, đi đến một cái ngã ba trên cái cung đường mà di chuyển lên huyện Bắc Hà ấy, thì các bạn sẽ qua một cái ngã ba có biển chỉ dẫn rẽ vào xã Cốc Lầu. Cái thôn Kho Vàng này thì thuộc xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai mọi người ơi. Ở trên cái cung đường này thì mọi người có thể bắt gặp rất là nhiều những cái khu vực sạt lở đây này. Và đặc điểm của cái cung đường đến với cái thôn Kho Vàng này thì một bên là dòng sông chảy từ hướng huyện Bắc Hà về huyện Bảo Yên, và một bên là ta luy núi rất là cao. Mới có thể di chuyển tiếp cận được vào khu vực trung tâm của thôn, bởi vì trong cái ngày mà xảy ra cái vụ sạt lở núi ấy, thì nước sông thì rất là cao này, nhiều đoạn là nó ngập cả đường luôn, cộng với này sạt lở núi ở hai bên đường rất là nhiều, thành ra là trong ngày hôm đấy là rất là khó tiếp cận được vào trong thôn này, phải đến vài ngày sau thì lưu thông cái con đường này, bởi vì có rất nhiều đoạn sạt lở trên núi, sạt lở xuống đường và còn lấp cả đường nữa. Đây các bạn này, một bên là ta luy núi rất là cao và một bên là dòng sông chảy. Ra nếu mà trên đồi núi như này nó sạt lở xuống thì nó sẽ chặn con đường luôn, mọi người sẽ không thể di chuyển được nữa.
hiện trường cái vụ sạt lở núi nó kinh khủng như thế nào nhá. Vụ sạt lở núi ở thôn Co Vàng là một trong những vụ sạt lở núi kinh hoàng tại tỉnh Lào Cai trong cái vụ mưa bão số 3 vừa qua mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái mực nước ở dòng sông này, nó lên cao mấp mé mặt đường ở cái đoạn này luôn. Mà mọi người có thể nhìn thấy trên bên bờ bên kia là mực nước lên, nó làm chết cây cỏ ở bên bờ sông ấy. Nó vẫn còn dấu vết của mực nước lên đây, sạt lở cả đường này mọi người này. Thực sự là vô cùng nguy hiểm. Miền xuôi biết thì đặc thù các cái cung đường ở trên miền núi, đặc biệt ở khu vực ở vùng sâu vùng xa ấy, thì đa phần là người ta sẽ xẻ núi ra này tạo thành một con đường. Chính vì vậy mà tất cả những con đường này hầu như là một bên sẽ là vực, bên thì là như đoạn đường này thì là một bên là sông và một bên là ta luy rất là cao. Mùa mưa bão thì rất hay xảy ra tình trạng sạt lở núi, nó sạt xuống đường và thậm chí nhiều đoạn đường còn bị sạt cơ. Xảy ra cái vụ sạt lở ấy thì để mà tiếp cận được cái khu vực sạt lở tại thôn Co Vàng này là vô cùng là khó khăn mọi người ạ. Đây. Trên cùng đường đi đến các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp rất là nhiều những cái khu trên cái to ly đồi này, núi này sạt lở lấp xuống dưới đường. Trước mọi người là một cái thủy điện. Ở trên các tỉnh miền núi này thì thường thường người ta hay sông con suối lại để làm đập vào thủy điện.
người ngắm cái khung cảnh, quang cảnh trên cái cung đường đến với thôn Kho Vàng. Video này thì mình sẽ quay chi tiết toàn bộ cái cung đường tiếp cận cái thôn Kho Vàng này để cho mọi người ở nơi xa có thể nắm mắt được. Cái địa hình địa thế cũng như là cái cung đường của người dân thôn Kho Vàng nói riêng và xã Cốc Lầu người ta đi lại như thế nào nhé. Hiện tại cái cung đường mình đang di chuyển là cái cung đường tỉnh lộ, cái này đường cũng khá là người ta đã đổ nhựa đây sạt này mọi người ơi. Nhiều luôn mọi người này, trên cái cung đường mà đến thôn Kho Vàng này. Thành ra là những cái một hai hôm đầu tiên khi xảy ra vụ sạt lở ấy, thì thực sự cũng rất là khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm những nạn nhân mất tích, bởi vì là ngay cái tuyến đường mà để tiếp cận cái hiện trường vụ sạt lở này cũng rất là khó khăn này, sạt lở rất là nhiều đây mọi người nhìn này.
hết vào đi qua cái. Dạ. Đấy à. Đi đến đây thì mọi người bắt gặp rất là nhiều những cái xe, các cái đoàn từ thiện. Anh sẽ trong đoàn từ thiện à? Dạ đồng từ thiện. Anh còn từ thiện ở đâu? Ở tỉnh nào? Sài Gòn với là Đồng Tháp. À đây là đoàn xe của anh đây à? À. Đây là rất là nhiều các cái đoàn từ thiện từ các tỉnh phía Nam cả nước luôn đến để hỗ trợ bà con ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão lũ. Anh cũng là đoàn trong đoàn từ thiện này. Vâng. À, anh ở tỉnh nào? Tỉnh Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp à? Dạ, đi học về cũng có chợ này là ngày thứ 9 à. Ngày thứ 9 rồi, bây giờ anh mới ra đến đây. Đâu có, đi là 9 ngày đó. 9 ngày rồi. Dạ, là đi học về Pháp có quà 9 ngày này. À. Thế là chắc là có khi anh cũng qua nhiều địa điểm rồi đúng không? Vâng. À đây. Đây mọi người ơi. Đây là đoàn từ thiện ở tận tỉnh Đồng Tháp này. Của Tâm Thành Đồng Tháp này và rất là nhiều các đoàn từ thiện khác ra đến đây để hỗ trợ bà con ở vùng lũ này. Ở phía trước này đường đang bị sạt lở rất là nhiều ấy, thành ra là người ta không cho xe di chuyển vào trong này và chỉ có thể đi bộ thôi. À, bây giờ mình sẽ đi bộ. À, đi bộ vào trong khu vực thôn Kho Vàng nhé. Để xem là thấy chuyện sạt lở rất là nhiều và những con đường thậm chí nó còn bị hỏng mà. Hư hỏng nữa cơ. Không biết là có tiếp cận được không. Đây. Đường người ta rào vào sạt nở khủng khiếp không đấy. Một bên là sông và một bên thì là vách núi rất là cao. Đây mọi người ơi, xe người ta chỉ đến vị trí kia, người ta không thể di chuyển vào trong được nữa. Bởi vì ở trong này rất là nhiều vụ sạt lở. Chị ơi, chị cho em hỏi thăm một chút được không? Dạ vâng. Cái thôn Kho Vàng thì đi lối nào vào thôn Kho Vàng chị? Thôn Kho Vàng á? Vâng. Cái thôn Kho Vàng mà vừa mới xảy ra cái vụ sạt lở làm nhiều người thương vong ấy. Chị có phải dân ở đây không? Có phải, nhưng mà cái thôn đấy hình như là từ trước rồi nhất thì Kho Vàng nó cũng là từ trước rồi, xã Cốc Lầu cái gì cả. Thôn Kho Vàng xã Cốc Lầu đúng không? Bên kia là xã Cốc Lầu đúng không? Ừ, nhưng mà thôn Kho Vàng là bên kia sông à? Vâng, vâng. À, thế bây giờ phải đi qua cái cầu sắt này à? Anh đi sang bên kia, anh hỏi dân bên kia xem là bởi vì là cái trưởng thôn này em có cũng chưa biết mấy. Em bởi vì là dân bên Đậm Lúc này là em cũng không hay biết xung ra bên kia. À, thế à? Ừ, thế anh cảm ơn nhé. Vâng. Ừ, cảm ơn.
thì ở bên này, ở bên này là xã Lậm Lúc, bên này con sông là xã Lậm Lúc mọi người này, còn phía bên kia là xã Cốc Lầu. Thì bây giờ mình phải di chuyển qua cây cầu này. Qua cầu này là sang một là mẹ sàn là phải mọi người. Mọi người ơi, bên kia, ở bên kia là, bên kia là khu vực xã Cốc Lầu này. Bây giờ mình sẽ sang bên, còn bên này là khu vực xã Lậm Lúc. Sạt lở mọi người cũng biết. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên kia. Giờ mình sẽ di chuyển đường vào này mọi người. Lở này khủng khiếp không? Bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên bên này con cây cầu à. Và không biết là có bên này là một cái ngôi nhà trông có vẻ giống như kiểu này. Cái trường học các bạn ạ, không biết phải không. Đúng như cái trường mầm non đấy. Chị ơi, chị em hỏi thăm một tí, đường vào thôn Kho Vàng, cái chỗ mà mới bị xảy ra cái vụ sạt lở là đi đường nào chị? Đi đường nào ạ? À, đi đường này ạ? Đường này mà đến cái suối đây, đến cái suối là đi theo sông. Từ đây vào chỗ đấy còn xa không ạ? Xa mấy đâu, à, đi chắc đi bộ được không ạ? Đi bộ một đường, đi xe một đường. Vâng, vâng thế. Vâng, em cảm ơn nhé. Đây là một cái trường mầm non. Toàn bộ cái con đường này là hôm vừa rồi này là đều bị nước sông này nhấn chìm hết này mọi người. Đây mọi người xem này, một bên là ta luy rất là cao, còn một bên là sông.
đây là cái con đường mà đến với thôn Thọ Vàng đây mọi người, chính là con đường này nhá. Con đường này thì nó men theo cái bờ sông này thôi. Anh em hỏi thăm một chút ạ, đường vào thôn Kho Vàng có phải đi đường này không ạ? Đúng rồi. À, còn xa không anh? Thôn Kho Vàng à? Kho Vàng là từ đầu cầu đổ xuống dưới này là thôn Kho Vàng hết mà. À. Từ dưới này đây là Kho Vàng hết. À, đây là thôn Kho Vàng rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái chỗ sạt lở hôm vừa rồi là chỗ nào ạ? Đây nè. Còn xa không anh? Đây khoảng mấy trăm mét. À thế à? Vâng, cảm ơn anh nhé. Đây mọi người, bắt đầu mấy hôm nay là người ta cho san gạt một con đường mới. Đây là một con đường mới này. Để tiếp cận vào thôn Kho Vàng ấy. Chứ con đường cũ thì có rất là nhiều đoạn là bị lũ nó mới lại sạt nở. Nó biến mất rồi, không còn nữa mọi người ạ. Thi thoảng thì các bạn sẽ bắt gặp cái dấu vết của con đường cũ. Đây, ở chỗ này là con đường cũ này, là cái đường bê tông nhỏ nhỏ này. Còn nhiều đoạn là nó bị sạt lở với lại lũ nó cuốn trôi rồi. Con đường này là mấy hôm nước lũ ấy, thì bà con nơi đây họ kể lại là ngập hết con đường này luôn. Cột điện. Bắt đầu mình thấy khá mệt rồi các bạn.
Chào chị nhá. Chị ơi, chị là người ở thôn này hả chị? Chị có phải là người ở thôn này không hay là ở nơi khác? À thế à? Chị gái đâu? Chị gái chị đâu? À thế ạ. Mọi người, hiện tại thì mình đã di chuyển đến cái địa điểm mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và có một cái điều khá là bất ngờ ở cái nơi này, mà nếu mà không phải là người dân ở đây người ta kể lại thì những người nơi khác đến thì khó có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Hiện tại khi đặt chân đến đây thì mọi người có thể bắt gặp được đây có những cái nền nhà trống không này, bị lũ nó cuốn bay rồi mọi người ạ. Vâng. Anh à? Anh là người dân ở đây hay là anh ở nhà anh ở đây luôn? À, nhà anh đây luôn á. Đây cái nền, còn mỗi cái nền không này anh. Mỗi cái nền không, nước nó thốc hết rồi, cả cái trạm biến áp ở trước cửa nhà nó thốc bay hết. Ôi. Anh ơi, mình lên trên cái nền nhà này. Đây là nhà anh đây luôn á anh. Đúng rồi, đây nhà anh. Anh tên là gì? Bàn Văn Tiến. Bàn Văn Tiến à? Đây là chị anh à? Không, đây là ở trong thôn. À. Anh Bàn Văn Tiến đúng không? Anh tên là Tiến đúng không? Vâng, anh sinh năm 1974. Ôi mà nhà anh này mọi người ơi. Mà đây mà nó cũng khá là cao đúng không? Cũng khá là cao mà bây giờ nước sóng còn quấn được chưa? Sóng quấn đập cả cái nhà bên kia nó cũng sập hết rồi. Vẹo hết. Ôi. Đây là đang đi đứng bệnh. Thế là nhà anh là có mấy thành viên ở trong nhà? Anh có 4 người. 4 người tất cả đúng không? 4 người mà bị một người bị thương. Từ ngày bị mọi người ơi, nhìn cái nền nhà của anh này. Hiện tại nó chỉ còn mỗi cái nền nhà thôi mọi người. Tôi muốn là thì anh không ở nhà, anh đi vắng. Anh về đến nhà, anh còn không liên lạc. Anh không vượt qua, anh chạy về nhà, ta làm kiểu. Hết rồi, không còn cái gì, nhà cửa thì bay hết rồi. Hỏi bà con ở trong phố ở đây, như cái dãy này nè, như nhà ông anh vợ tôi. Vâng. Là một người đi cấp cứu, một người bị thương. À. À, một người mất mạng, một người chết rồi. Đấy nhà ông anh của anh. Ông anh vâng. À. Còn mất cách đây một đoạn dưới là ông anh họ tôi. À. Anh họ tôi thì mất ông anh tôi, mấy một đằng cháu. Cháu hiện tại bây giờ là tìm thấy xác rồi, còn ông anh họ tôi chưa tìm thấy xác. Vâng. Còn gia đình sợ tôi thì trắng trợn như này rồi, không còn cái gì. Nhưng mà sao nó lại sao nó lại kinh khủng thế này nhỉ? Mà nước nó dâng lên hay là nó sạt ở đây không phải sạt đúng không? Đây không phải sạt, đây là nước trong nước quấn vào. Mà anh ơi, cái chỗ nở là chỗ nào nhỉ? Anh em mình vâng, anh em mình di chuyển ra gần chỗ bên đấy nhỉ? Đây mọi người ơi, mọi người nhìn này. Nếu mọi người nhìn ở xa, mọi người không đến trực tiếp đây ấy, thì mọi người không thể biết được. Đây nó chỉ còn dấu vết của một cái nền nhà thôi. Đấy, còn tất cả những cái gì ở trên cái nền nhà này là không còn gì nữa mọi người. Chỉ còn duy nhất cái nền thôi. Thực sự nó quá là khủng khiếp ấy. Đi mình di chuyển lên trên kia anh đi.
Ui dồi ôi. Thế là nước nó lên tận đây phải anh? Vâng. Đây cái nhà xây như này mà còn tan hoang như này này. Thế nào? À, tức là không phải sạt ở bên này. Không, bên kia thôi. À, sạt ở bên kia núi. Bên kia sạt ở bên kia sông. Kia cái chỗ quả núi kia phải không anh? Vâng, ôi, kia mọi người. Cái quả núi bên kia sông nhá. Nó sạt xuống. Mà lúc đấy thì cái chắc nước sông đang rất là to phải không ạ? Sông đến đây cơ. Cái lúc chị dậy xem. Lúc chị dậy đây là nước đến đây. À thế hôm đấy là chị vẫn ở nhà à? Chị ở trong này cả con không cho ngủ. À thế thế nhà chị đây. Vâng, đây này. Thế là cả chồng cả con ở trong nhà bảo là không cho con ngủ, sợ như thế nào đây. Thế là bên kia nó tông về bên này xong. À đây này, đây là nhà chị luôn đúng không? Vâng ạ. Mà chị tên là gì? Chiến ạ, Mạ Thị Chiến ạ. Chị tên là Chiến, chị Mạ Thị Chiến. Vâng. Thế là chị cứ không dám ngủ, nước to quá, thế là chị soi ở đây, thế là thấy bên kia nó lăn về thì tông mạnh quá, thế nước xoáy vào đây, thế là chị sợ quá, chị mới hô con cái bảo là các con dậy chạy lên đồi hết đi, nước về đến đây rồi thì kéo được cả bốn đứa con. À, thế nhà chị là mấy thành viên trong nhà tất cả? 6 người ạ. 6 người tất cả? Vâng. Gồm hai vợ chồng chị này. Vâng, với 4 đứa con. 4 đứa con. Vâng. Cũng may mắn là chạy kịp. Cũng là may mắn chạy kịp, nhưng mà anh là bị nước cuốn ở trong nhà bếp này. À. Vâng, cái là anh lại bám được cái cửa này. Đấy là anh là coi là đi mình đi vào trong nhà chị ạ. Vâng. May còn thoát. Thế là anh bị nước cuốn nhưng mà nó vẫn loanh quanh ở trong cái nhà này, thành ra là nó không bị trôi. Là hôm nọ để con này phải hót ra. Còn ở trong nhà to đây nhá. Cái nhà này rất là cao luôn mọi người nhá. Nhà này ở trên khá là cao nhưng mọi người này, mọi người vào trong nhà mọi người mới thấy ấy, bùn đất. Thực sự là quá là khủng khiếp ấy. Nếu đứng bên ngoài mọi người không vào trong nhà mọi người không thể vào trong nhà là không biết. Không biết được. Nhưng thực tế này, thực tế mọi người nhìn bùn đất các thứ này. Thế còn cái nhà bên này là nhà ai chị? Nhà bác, vâng. Bác nhà chị. Vâng, nhà bác cả. À. Cháu mới đi bộ đội về cũng là mất rồi, nước cuốn trôi mất rồi. Thế nhà bên này thì có mấy thành viên trong nhà chị? Bên đây là 8 người. 8 người tất cả. Vâng. Và có những ai bị thương vong như nào không chị? Có bác cả là bây giờ đang bị thương ở bệnh viện. À, có một ông bác đang bị thương. Bị thương nặng. Thế còn ai, có ai bị mất như nào không ạ? Là mất rồi. À con trai bác mất. Chơi, bây giờ là chưa tìm. Tức là nhà cái bác này là có 2 người bị thương vong thì một bác người, là đang bị thương. Một người bị thương. Còn con trai của bác này là đã bị mất rồi. Vâng. Đã tìm thấy xác chưa? Chưa thấy xác. Vẫn chưa thấy xác. Mọi người có tưởng tượng được cái quả núi ở trên bên kia sông rồi. Quả núi bên kia sông nhá. Bên kia sông nó sập xuống. Nó đổ sập xuống cái dòng sông này. Và nó tràn nước cũng như là đất cát đá các thứ nó tràn sang bên này mà nó ảnh hưởng khủng khiếp bên này như thế này đấy chị mọi người. Thực sự là nếu mà không phải những người ở đây thì không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì bên này không có dấu hiệu sạt nở gì cả, nhưng mà thực tế là nó sạt từ bên kia quả đồi ở bên kia sông, nó sạt ở quả đồi bên kia sông mà nó tràn nước sang, tràn bùn đất đá sang, nó ập lên nhà trên này, và nhà trên này tan hoang như thế này, mọi người có tưởng tượng được không ạ? 2-3 đêm có dám ngủ đâu, cái này nó cứ sạt dậy ụt đêm không ngủ được. Thực sự là quá là khủng khiếp. May mắn là không sợ thật đấy. Không còn gì luôn nữa.
mọi người ơi, cái quả núi ở bên kia sông kìa. Quả núi bên kia sông nó sạt, nó lở xuống, nó lấp cái dòng sông này. Mà lúc đấy là dòng sông này là đang rất là nhiều nước mọi người nhá, đầy hết cả hai bên nước này luôn. Đấy, đang lũ mà, hôm đấy đang lũ mà. Và nó sạt, nó ập, nó chặn cái dòng sông này. Và nó đẩy lượng mà nước này, rồi là bùn đất, đá hất lên trên khu vực bên bờ sông bên này. Và nó giống như kiểu là một cái cơn sóng thần ấy, sóng biển nó ập lên ấy. Và nó làm tan hoang cái một số gia đình bên này như này đấy. Và cũng rất là nhiều người thương vong mọi người. Thực sự thấy khủng khiếp không ạ? Mọi người, hiện tại thì mình đang ở trung tâm cái hiện trường mà vụ sạt lở thôn Kho Vàng nhá, kinh hoàng vừa qua đấy. Một số cái thông tin hình ảnh trực tiếp từ cái hiện trường sạt lở tại thôn Kho Vàng. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh để tiếp tục nắm bắt được những thông tin. Nhiều những vụ sạt lở rất kinh hoàng xảy ra tại địa bàn Lào Cai nhé.